Dạ xin kính chào quý cô chú anh chị các bạn trên cả nước đến với kênh Cuộc Sống Cần Thơ Hậu Giang hết cô chú anh chị. Ngày hôm nay em đến với chỗ anh Tám gửi đến cô chú anh chị các bạn một clip mai ghép hai thành phẩm hết cô chú anh chị nha. Kênh em thì chia sẻ về phô mai vàng, phô mai thứ quý, mô ghép thành phẩm các loại. Luôn luôn lúc nào cũng mỗi ngày đều có clip chỗ anh Tám và anh Trạng gửi đến cô chú anh chị. Mong cô chú anh chị các bạn cũng tiếp tục yêu thương ủng hộ ha. Giờ thì em cũng xin phép vô clip hôm nay nha. Mini, hàng mini đế quái đẹp luôn quý cô chú anh chị, đủ giống luôn ha. Dạ em chào anh Tám ơi. Rồi chào nghiệp, chào cô chú, chào nước à. Hôm nay em tiếp tục lên lô mai ha, lên lô này mini để bạn ha. Dạ, chú anh chị nào mua bên em bữa nay một em tặng một ha. Mua mai lớn em tặng mai nhỏ ha. Tặng ghép đế quấn rễ nha cô chú anh chị. Đi. Hôm nay cũng khá là nhiều giống ha cô chú anh chị. Lô này đế quái đẹp nha cô chú nha. Rồi em vô clip luôn. Rồi đầu clip em vô cây mã số 26 ha. Rồi, mã số đầu tiên clip là mã số 26. Thì mai cúc thọ hương, cúc thọ hương âm thập. Đặt hồng luôn nè cô chú anh chị, đá như bò sữa vậy. Cái vú bò sữa ha. Cái này cũng mới vừa cắt tàn ra chơi thêm nè cô chú anh chị nha. Hương lá cẩm thạch này mình chơi lá bonsai rất là đẹp ha. Nằm bông thì như cúc thọ hương vậy nha cô chú anh chị, cũng sai bông cũng siêu bông lắm nha. Rồi cây này em tặng một cây siêu bông Sài Gòn ha cô chú anh chị. Dạ. Tại vì nó là thảo hương cẩm thạch rồi tặng kia chi nữa, tặng siêu bông Sài Gòn. Siêu bông Sài Gòn đẹp mà. Đó. Số 26. Đó. Củ đế lực nha cô chú anh chị, giống như con thú con rồi ha. Dán thôi nha cô chú anh chị. Giờ để bàn có duyên luôn. Như một con thỏ. Mã số 26, hoành là 23 ha. 23 hoành. Chiều cao là 32. Ngang là 42. Rồi mã 26 giao lưu giá 650. 650 bao xếp, bao chậu để chậu luôn ha. Rồi tặng thêm cây nữa ha. Siêu bông Sài Gòn nữa cô chú. Dạ. 650 ngàn là tới nhà luôn ha. Rồi. hai mươi bảy cô chú cũng là âm thạch luôn ha cô chú chị, mình chốt cặp thì được hai cây siêu bông Sài Gòn, hai cây cọ hương cẩm thạch luôn. Dán giống như cây 26 nè cô chú anh chị nha. Này mới cuốn vô hết cái gì, cái đằng gà cơi đất nè, gà hay mấy cơi ở bích ha. Thế rồi âm thạch này nó mau ra lắm, bông như bông thọ hương nha cô chú anh chị. Hoành đo như chí này nè, xếp lên chúng ta là 17 ha. Dạ 17 quá. Chiều cao là 37, chiều ngang là 36. Rồi mã 27 em giao lưu giá 600 ngàn. Dạ, rồi 600. Tặng một cây siêu bông Sài Gòn luôn. 60k tặng một cây 600k chứ. Tặng một cây siêu bông Sài Gòn. Một xíu bán cây 60k. Rồi, mã số 28. 28. Một cái củ như củ sứ luôn thôi chú anh chị nha. Có duyên nha. 28. Cúc thọ hương lá cẩm thạch nha cô chú anh chị ơi, mã số 28. 28. Đó, à, củ ha. Củ. Cái này đang ra cơi nữa ha, nó lú được hết ha, lú mầm chân hết luôn. Cái này mới cuôn lại. Hoành này 14 ha. Dạ, 14 hoành. Củ của nó coi. Củ của nó là 25. Cây 101. Chiều cao 34. Ngang 35.
Rồi mã 28 giao lưu 600.000 luôn. Rồi, tặng một cây siêu bông Sài Gòn luôn. Tặng một cây siêu bông Sài Gòn. Mua một tặng một. Mua một được hai. Tiếp theo là mã số 29. 29 là một cây giảo chuông. Chuông ha. Giảo chuông. Giảo chuông đế quái nha cô chú anh chị. Cái này là bông siêu đẹp, siêu to luôn á nha. Bông này là đẳng cấp hơn Sài Gòn nữa cô chú anh chị. Đó. Cô đế giữ dần. Thằng giảo chuông nha cô chú. Hoành 14 ha. Tổng hoành đế 67. Chiều cao là 55. Ngang 59. Mã 29 ha. Giảo chuông nha cô chú anh chị, đế quái đẹp ha. Phải không? Đúng rồi, 29. 29. Ừ. Rồi, 29 em giao lưu giá 900 gửi ha. Dạ, 900 gửi nha cô chú anh chị. Bao xếp bao chậu tặng cây luôn ha, cây họ hơn ha. Họ hơn cảm thạch ha. Tới quán rễ luôn. 600. Rồi. Tiếp theo. Mã 30. Giảo chuông luôn ha. À, số 30 này bộ đế nè cô chú anh chị, nhìn phê chưa? Quái phê ha. Đế rất lực luôn á cô chú nhìn. Cái này ngẩng cao đầu mà lắc luôn nha. Lá rất xanh nước luôn nha cô chú. Giống mới ha. Giống này bông đẹp, bông to nha cô chú anh chị. Nhìn rất là phê luôn nha. Hoành 15. 15 hoành. Tổng hoành đế của nó là 99. Chiều cao là 54. Ngang là 57. Rồi mã 30 giao lưu giá 800 gửi. Dạ, tặng một cây luôn ha. Mà bao xếp bao chậu luôn ha. 800 gửi ngàn. 800 gửi. Ừ. 31. Phú Tân. Ừ, 31 là một đế Phú Tân ha. Đế nôm nè cô chú anh chị ơi. Dàn đế là nó con nhìn nhận luôn. Chọn Phú Tân nha cô chú anh chị. Này chơi đế bàn thì quá ok luôn ha. Thế nôm lên sẫm lên ha. Ừ. Phú Tân ha. Ừ. Hoành 13. 13 hoành. Tổng hoành đế nó 67. Chiều cao nó là 54. Ngang là 58. Rồi 31 vô lô giá 800 gửi luôn. Dạ, 800 gửi nha cô chú mình nha. Mã số 31. Tặng một cây luôn ha. Hôm nay là mới là tặng ha. Thỏ hơn. Rồi, mã số 30. 32. 32. Đây là cánh tròn hay giữ chuông đây. Giữ chuông luôn ha. Giữ chuông nha cô chú, dạng giống này là bông rất khỏe luôn á. Cây cũng rất khỏe luôn. Lót lượng quái nè. Cô chú anh chị chơi giỡn chuông là ưng ý liền. Tết nở dữ lắm bông nha cô chú anh chị. Hoành 14. Tổng hoành đế nó 49. Chiều cao 66. Ngang 70. Rồi 32 giao lưu giá 800 ngàn. Rồi, 800k mã số 32. Tặng một cây luôn ha, bao xếp bao chậu luôn. 33. Ồ cây này để giữ. 33. 33 để. Đấy ha. Lắm nha cô chú anh chị, cây này rất là lực nha. Đó. Giữ chuông nha cô chú anh chị ơi, mã số 33. Giá 24 gì chứ. Gì? Chuông. Giữ chuông á, giữ chuông á. Chú chị nào cũng thấy mặt bông thì kết bạn Zalo với em ha. Em đưa mặt bông để xem. Bông nó cũng 7 xăng nữa ha. Hoành 19. 19 hoành nha cô chú mình nha. Tổng ơi hoành đế nó 71.
Chiều cao là 66. Ngang là 53. Cây 33. Rồi 33 vô lô giá 950 luôn ha. Dạ, 950 nha cô chú ơi, mã số 33 nha. 34. 34. Rồi, cây giảo chuông, mã số giảo chuông luôn ha. Bông siêu to khổng lồ nha cô chú anh chị. Đế quái luôn ha. Lô này là lô đế quái thân lắc này. Lắc. Chơi bonsai để vàng là hết ý luôn nha cô chú anh chị. Giảo chuông ha. Đúng này bông rất là đã luôn. Quanh vị trí nè 15 ha. Tổng của hoành đế nó 55. Chiều cao nó là 72. Ngang là 56. Rồi 34 vô lô giá 900.000. Dạ 900k cô chú ơi. Tặng một cây nữa. 35. 35. Cái này đẹp nè cô chú anh chị hả? Vàng đẹp rồi luôn ha. Có bông luôn nha. Bông này nở mấy bữa rồi nè. Này về của chú chị mình cắt bo nè. Ngồi dế cây đóng vô là ngon lành luôn ha. Đế quái nha cô chú anh chị. Cái giáp chuông mã số 35. Hoành 14. Tổng bộ đế của nó 51. Chiều cao 63. Ngang 55. Rồi 35 giao lưu giá 800.000. Dạ 800k luôn nha cô chú nha. 36. 36 hú trăng. Chó hút đăng nè. Để quái luôn ha. Dẫu Phú Tân nha cô chú anh chị. Quanh 13. Tổng quỳnh đế nó 57. Chiều cao 59. Ngang 60. Rồi 36 vô lưu giá 800.000. Rồi 800k luôn cô chú ơi. Mã số 36 một cây Phú Tân. 37 dẫu chuông luôn ha. Thằng này là Tết chơi Tết ok nha cô chú anh chị nha. Để vàng là hết sảy 37 luôn. Thân lắc ngoái đầu nè cô chú anh chị. Hoành 13. Đóng hoành đế 56. Chiều cao 52. Ngang 57. Rồi 37 giao lưu giá 850. Tặng một cây phương ha. 850 nha cô chú nha. 850 một cây giỡn chuông. Tặng một cây cúc họ Hương. 38. Cây giảo chuông mã số 38. Tặng một cây cúc thọ hương lá cẩm thạch, mua một tặng một nha cô chú anh chị. Bộ đế cây này dép quá nhiều bo tàn tương đối ok rồi đó cô chú anh chị, Tết nữa là hết sảy luôn. Cây này đế đẹp, thân đẹp ha. Ngon lành chưa, cây Tết thì quá đỉnh nè. Để bàn nha cô chú anh chị. Quanh 17 ha. Quanh lớn ha. Tổng quỳnh đế nó 53. Chiều cao 62. Ngang 56. Rồi 38 giao lưu giá 900.000 ha. Dạ 900k nè cô chú ơi. Mã số 38 900k nha. 39. 39 là một cây giảo tròn ha. Cánh tròn ha. Giảo cánh tròn. Giảo cánh tròn. Bông như bông giả nha cô chú anh chị. Bông tròn nhị đỏ. Để một nồi luôn nha cô chú anh chị. Đó, như gói mì luôn. Như gói mì dắt.
tròn vo luôn. Quanh 14. Tổng ở bình đế của nó 68. Chiều cao nó 48. Ngang 55. Đó, nè, như có mì luôn. 39 giao lưu giá 850. Dạ, 850 nha cô chú ơi, 39 nha. 40. Đó, xe dảo chuông. À, số 40, lá cây này nó dày khỏe ghê nha cô chú. Chốt cây tặng cây hả cô chú anh chị? Mua cây này được tặng cây thọ hương lá cẩm thạch nha cô chú anh chị. Thằng lắc quái nha cô chú anh chị. Hoành 14. Đóng hoành đế 62. Cao 58. Ngang 58 luôn. Rồi mã 40 giao lưu giá 800.000. Dạ, 800k mã số 40. 41, một bộ đế quá luôn. Giỡn chuông nha cô chú anh chị nha, mã số 41 luôn. 41. Giỡn chuông. Bộ đế nè. Đế hơi quái luôn đó. Cái bộ quái nha cô chú anh chị. Giỡn chuông này cũng bự luôn cô chú anh chị. Không thua gì siêu bông Sài Gòn đâu, tại vì nó mới đã ít chơi mình không nổi tiếng không. Cái bông nó không đẹp lắm ha. Bông hai lớp cánh luôn đó nha cô chú anh chị. Bông cắt khỏe luôn nha. Lá dày nữa. Lá bự. Dày. Nhìn rất là khỏe cây nha cô chú anh chị. Hoành 14. Tổng hoành đế 63. Chiều cao 59. Ngang 60. Rồi 41 giao lưu giá 800.000 nữa ha. Dạ, 800k nha cô chú anh chị, mã số 41 nha. Để hết đi quái chưa. 42. 42. Cái này là luôn. Cây ngồi đế quái. 42. Đẹp lắm á. Đó, này về đưa vô cái chậu nào kiểu nào nó đẹp lắm. Ha. Cái giảo chuông nha cô chú. Số 42. Cái hàng này là hàng mình dưỡng là Tết chơi bông bình thường nha cô chú anh chị. Hoành 15. Tổng hoành đế 88. Đế nó nổi đồ nơm lên đẹp quá. Cao là 62. Ngang là 64. Rồi 42 giao lưu giá 850.000 nữa ha. Rồi 850 nha cô chú. 83. 83, một cây hút đăng. 43. 43. Sao vậy cô chú chị? 43. Hút đăng ha. Nhảy chưa? Nhảy quá vậy. Hút đăng cô chú chị à, cho hút đăng trắng. Nhảy quá xa. Cây này quá gì ha. Cái này thân lá quái này cô chú anh chị nhìn thấy ha. Thú tăng ha. Thú tăng mà chưa để bàn mà thân kiểu này nữa thì cũng phê không lắm. Còn gì là để bàn nữa ha. Quanh 13. Chiều cao nó là 58. Ngang là 57. Rồi 43 giao lưu giá 700.000, tặng một cây nữa. 700k, tặng một cây cúc hương lá cẩm thạch luôn cô chú anh chị nha. Tiếp theo là một cây giảo chuông. Đó, giảo chuông. 44. Phải không ra? Đúng rồi anh, 44. Giảo chuông ha. Cây bộ đế nằm quái ha, bít ngang cái chậu luôn ha. Ngang cái chậu nó là chậu lòm là 34 ha, 35 ha. Đó, bộ đế nó rễ nó nằm ngang chậu luôn ha, bằng luôn ha. Thằng nó lắc đẹp ha. Hoành 16.
chiều cao 64, ngang 61, rồi 44 giao lưu giá 850, tặng một cây siêu bông Sài Gòn luôn, chơi lớn luôn. Một cây dở chung nha cô chú anh chị. 45. Đó, cây này khum khum mà ha. Cây này nó khum mà. Cái này như con lạc đà đang nằm nha cô chú anh chị, đưa lưng lên ha. Dạo về đây không biết nó dở chuông. Dở chuông. Lá mứt vô. À nó hay vô chậu. Dữ hơn con thú nữa. Nằm khum nè. Đó, đây cái giò bỏ ra bên, bên này ha. Ừ, đây giò bỏ lại nữa ha. Con thú à. Lạc đà luôn. Giống luôn y khu luôn. Đủ giò luôn ha. Dở chuông nha cô chú nha. Cây quái luôn ha. Dở chuông là bông đẹp hết cô chú anh chị, không không xấu đâu ha. Chưa có tiếng không, cái bông nó đẹp lắm mà. Hoành 16. Dạ, 16 hoành. Chiều cao là 51. Ngang 57. Rồi 45 giao lưu giá 850.000 luôn ha. Tặng một cây siêu bông Sài Gòn luôn. 46. 46. Cây cúc, cây dẻo Phú Tân như cô chú anh chị. Phú Tân đế đẹp luôn nè cô chú anh chị. Đó, đế nôm luôn ha. Cái lô này là lô chơi Tết bình thường nha cô chú anh chị. Dưỡng này đây tới Tết là chơi ok luôn nha. Đây Tết là nó bất tàn ha cô chú anh chị. Cô chú anh chị mua mà mấy cái tàn về vừa chơi lắm ha. Rồi mua tàn mấy tàn gì gì vậy giờ là Tết rồi nữa, trước nữa. Tết nó ra trước. Trước luôn á. Cả tháng 8, tháng 9 mưa xuống là bắt đầu nó ra phần Tết. Tàn gì là quá vừa chơi luôn đó. Hoành 13 ha. Tổng ưu cành đế của nó là 62. Chiều cao nó là 59. Ngang là 59 luôn. Rồi 46 giao lưu giá 800.000 ha. Dạ, 800. Tặng một cây siêu bông Sài Gòn luôn. Ôm 17. Cái này bộ đế dữ nữa. Hết biết cái bộ đế luôn cô chú anh chị. Quá nha. Năm một. Hằng nó lắc nè trời. Cái này cô chú đẹp chị quá trời luôn. Này, thịt nó luôn. Cái là cây đẹp luôn. Cây này đẹp. Dở chuông nha cô chú anh chị. Đó. Cây này quá đẹp. 47 nha cô chú anh chị, cây dở chuông, cây rất là lực cây nha cô chú anh chị. Hoành 17. Tổng ưu hoành đế của nó là 59. Chiều cao 35. Ngang 62. 47 giao lưu giá 950.000. Tặng một thêm một cây nữa ha. Quá đẹp. Bao xếp tới nhà tặng chậu tặng cây luôn, thêm cây nữa. Nó nữa ha. Rồi, đợi nha. Tiếp theo 48. Dở chuông nha cô chú anh chị. Mua một rồi tặng một nha cô chú anh chị nha. Nguyên clip mua một cây tặng một cây. Mua 50 cây tặng 50 cây. À, đế này cô chú anh chị. Cây này, cây nào cái nấy đế rất là phê ha. Đế nổi lên chơi để bàn này để lúc ra bông là nhức cái nắp. Hoành 13. Tổng hoành đế của nó 63. Chiều cao 52. Ngang 58. Rồi 48 giao lưu giá 800.000. Rồi 800k là mã số 48 nha cô chú anh chị. 800. 49. 49 Phú Tân ha. Dạ Phú Tân. Phú Tân truyền thống nha cô chú anh chị. Cây xanh tốt ha. Bông hai lớp cánh luôn. Để siêu quái luôn nha cô chú anh chị. Để siêu đẹp siêu quái. Giá mềm mua một tặng một nha cô chú anh chị.
dạo Phú Tân ha. Bồ đế nè, đế sẫm cao lên, nơm cao lên ha. Đế rất là vip luôn. Hoành 16. Tổng ở hoành đế nó 62. Nơm cao nó là 21. Chiều cao là 59. Ngang là 54. Rồi 49 Zalo giá 850 ngàn ha. Tặng một cây luôn ha. Dạ 850 nha thôi chú. 49 850 nha. Giá quá yêu thương luôn. 50 cây 50. Dạ Phú Tân. Dạ Phú Tân cây này đế cũng quái dữ lắm. Cái này chỗ chủ nhật hết sảy luôn. Cái đế nó là cô chú gì siêu quái luôn. Thằng nó quái nè. Cái okay, co nó rồi. Cây này có duyên lắm ha. Co nó của chú gì. Nó anh này nghéo anh ha. Cái ghẻ đưa xuống nó khum lên nè. Cây này quái. Bộ đế nôm nó là nó. Đế nôm nó ha. Tàn đẹp luôn nha cô chú nhỉ, cái này quá đẹp nha. Hoành 21, ồ, 12. Nhưng mà cây đẹp ha. Đế ha. Đổng của hoành đế 65. Chiều cao 48. Ngang 65. Rồi mã 50 giao lưu giá 850 ngàn ha. Dạ, tặng một cây siêu bông Sài Gòn luôn ha. Ừ. Dạ, rồi. Rồi mã 50 là cuối clip ngày hôm nay. Em rất cảm ơn cô chú vừa qua đó ủng hộ em ha. Mong cô chú chị tiếp tục ủng hộ em ha. Dạ. Rồi, rồi. Cảm ơn cô chú anh chị ơi.